Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn thực hiện phần tô màu cho chiếc Canva. Đây là một trong số những cái dụng cụ học tập rất là quen thuộc của các bạn chúng ta, đúng không nào? Chiếc Canva này thì khá là đơn giản thôi, nó chỉ có các cái phần, một là phần trục chính, hai là phần bút quay. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tô màu cho chiếc Canva này nhé. Mình sẽ lấy màu đỏ để mình tô nhé. Những cái chi tiết nhỏ trước để chúng ta phân bố các màu sắc sao hợp lý, sau đó cuối cùng chúng ta mới tô những chi tiết lớn nhá. Ví dụ như là mình có thể dùng cái màu đen này, mình tô cái phần bút ở phía dưới, được chưa? Và bên trên này cũng có thể tô màu đen này. Tiếp theo thì chúng ta lấy màu gì nhỉ, màu nâu đi. Ra trời nữa các bạn nhé, để tô hai phần trục quay nha các bạn nhé. Đầu tiên là một sợi ra trời bên này nhé, các bạn tô cẩn thận thôi, nếu không một sẽ bị trời bên ngoài các bạn ạ. Đây nha, một trục quay mình đã hoàn thiện rồi. Các trục quay còn lại các bạn có thể đổi màu, như ví dụ đây mình thích màu tím, mình có thể tô màu tím nhé. Nó có một cái phần rất là nhỏ như thế này thôi, nên các bạn phải cố gắng lựa cái bút vào bên trong đấy để không chườm lên màu đỏ hoặc là không chườm ra bên ngoài các bạn ạ. Vậy là mình đã thực hiện xong phần tô màu cho chiếc Canva rồi, cũng rất là dễ thôi đúng không nào? Ngoài Canva là đồ quần học tập ra thì các bạn có thể nghĩ cho mình thêm là các cái dụng cụ nào mà chúng ta cũng sử dụng vào học tập nhỉ? Ví dụ gì? Cầm tay đúng không nào? Cái bút mực, cái bút chì, cái thước kẻ, hộp bút, cặp sách ba lô đúng không nào? Ok, thời lượng của kênh mình đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai, chúng ta sẽ tập tô cùng tay nhé. Chào tạm biệt.